Năm 2021, khối thi đua các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Nổi bật là đã kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10, tạo sự chuyển biến quan trọng về tổ chức, biên chế, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của quân đội và cải cách hành chính quân sự, tham mưu chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiếp nhận cách ly 6 đợt với trên 500 công dân trở về từ nước ngoài. Tại hội nghị, các đại biểu đã suy tôn Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.